Sẵn tiện đây tôi cũng mở kênh của anh và trước hết cũng kính chào tất cả bà con của mình, cũng có một lời nhắn nhủ với mấy anh em YouTube của mình nè. Chị em nhấn luôn Thôi bây giờ anh chị em luôn đúng không? dạ tất cả anh chị em YouTube của mình đi, để mình có cái vấn đề. Bây giờ ông đi tu thì coi như là cũng 6-7 năm nay rồi mà cũng không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ nếu chúng ta đeo bám mà để một là đưa cái thông tin gần gũi quá rồi bà con thì cũng hiếu kỳ, thì coi như có những người cũng có thành tâm thật sự đó, nhưng mà ngoài ra cái chuyện đó nó cũng có những cái chuyện mà cái thành phần nó cũng trà trộn vô trong đó, rồi nó xảy ra cái gì cũng không tốt cho xã hội trước mắt. Bây giờ nếu mình thật tâm mình tu thì bây giờ mình chỉ nhìn thấy ổng rồi mình về thì nó cũng hay, mình sửa tâm sửa tánh, mình biết là cái ông này ông tu cũng xá bỏ hết, ông cũng không cần vật chất, cũng không cần gì tiền của, cũng không cần gì danh lợi, thì mình học theo cái đó thì mình tự mình sửa tâm mình thì đó cũng tốt thôi. Chứ còn bây giờ tôi thấy kéo dài mỗi hàng ngày theo tôi theo dõi, tôi thấy đó nó rắc rối đủ thứ hết. Đến đỡ như hồi chiều giờ là đi ngủ là nghĩa trang người ta cũng không cho ngủ, rồi còn phải đi chỗ khác nữa mà không biết giờ giấc nào ông chạy, mà ông chạy tới đâu nữa. Thành ra tôi nói thật tình mà nói, bây giờ quý vị Phật tử người nào có ái mộ thì đứng nhìn ổng đi, rồi mình đi về, rồi mình lo cho gia đình mình. Ví dụ như bây giờ mình đừng có làm cái gì mà xấu hổ là để cho cha mẹ anh em con cháu mình phải mang tiếng lây. Thì theo tôi, cái quan niệm của tôi á là tôi thấy ví dụ như bây giờ cái đạo làm người, đạo làm con, thì bây giờ mình đừng có để cho tai tiếng mình làm một đứa con mà mình để cho mang tiếng để cho một người đòi nợ mình, thì cha mẹ mình cũng mang nhục, tạo ra một đứa con mà làm cái chuyện đó cũng mang nhục. Hoặc là mình làm một người cha hoặc người mẹ mà mình thiếu tiền, mình nhận giật rồi để cho con cái mình, đôi khi dâu rể mình nó cũng ảnh hưởng, rồi xui gia mình ta đánh giá, thì coi như xã hội người ta nói cái thằng đó mà, hay là cái con đó mà nó giờ cha nghe nói ông Phật vậy cái nó chạy lại đó, rồi nó quỳ nó lại nó bái, rồi cuối cùng nó không có hoàn thành được cái vấn đề cái chuyện xã hội này, thì cuối cùng mình có được cái mục đích nào đâu. Thành ra từ cái chỗ đó đó, kể cả tất cả anh em mình cũng vậy, mà cái người đời trên xã hội cũng vậy, mình sửa tâm sửa tánh mình cũng là một cái đường đi đúng cái đường giáo lý của Phật dạy rồi. Thì ông này thì ông cũng như ông đi học theo, ông đi hành theo cái chủ trương, cái đường lối của Phật giảng dạy vậy đó. Thành ra tôi cũng có mấy lời khuyên vậy thôi, anh em mình cũng suy nghĩ đi, đưa ổng lên một giai đoạn vậy để cho tất cả mọi người biết rồi thì thôi mình cũng tranh thủ mình về lo việc nhà. Như nghĩ hơn nữa là ông Minh Tệ này ổng cũng có một cái lời khuyên rồi, ông khuyên bà con gặp con rồi thì thôi ai về nhà nấy đi lo việc riêng của mình, rồi mấy mà hộ pháp cũng về lo việc của hộ pháp về nhà, rồi mấy anh em YouTube thì cũng về lo việc nhà đi. Thì ổng cũng có gợi ý lên rồi đó, thì thôi mình cũng nghe lời ổng đi, nếu mình thương ổng thì mình về mình lo việc nhà của mình, là tất nhiên mình đã thương ổng đó. Không lẽ giờ ổng nói tôi bực tôi chịu hết nổi, mấy người bu tôi quá tôi chịu không nổi sao? Không lẽ ổng nói như người phàm mình, ổng nói thực tế quá vậy nó cũng kỳ kỳ. Thì theo tôi thấy bây giờ mình thương ổng, mình quan tâm tới ổng thì mình dâng lời ổng đi, là tất nhiên mình dâng lời Phật đi, thì tôi thấy đó là quý. Chứ thí dụ bây giờ á, mình làm con người mà bây giờ người ta khuyên một tiếng vậy thì mình cũng nên nghe. Chứ bây giờ mình quá thương ổng và mình bu theo ổng vậy, càng ngày thấy càng rắc rối, từ cái ăn cái ngủ cái đi đứng không cái gì cũng bất tiện hết. Bây giờ tôi nói về cái gì suy nghĩ đi, mình ở nhà mình á, có lâu lâu làm cái đám cưới đi, hay là anh em dòng họ có làm cái đám cưới đi, mình đi phụ trong 2-3 ngày nè, tại về mình thấy mình đuối mình quải người luôn á, mà trong khi đó là mình ăn ngày 3-4 bữa đó,
con này ủng hộ chị, ông ăn một ngày có một viên bữa một à, mà ăn chay nữa, ăn vừa no thôi, uống nước cũng vừa đủ thôi, chứ ông có nghĩa cái liều lượng ông có đó, sức giả ông kéo dài, và hỏi năm này qua tháng nọ mà nó bu ông suốt vậy, tôi bảo đảm sức khỏe không chịu nổi, ông cũng còn sắc phạt. Còn mình muốn tu tâm dưỡng tánh đó, thì tôi thưa khuyên quý vị, mình chỉ nhìn thấy ông về mình sửa tâm sửa tánh mình thôi, bây giờ mình đừng có làm gì sai trật. Thì tôi hứa quý vị là quý vị cũng như là một người Phật rồi, không ai mà mắng chửi mình, không ai nói xấu nói hổ mình, mà con cái dâu con hay là dòng họ cũng không ai mà mang tiếng mang tâm là có một đứa em hay đứa anh hay đứa chị mà là người ăn giật, thì đó là tốt rồi. Quý vị nghe kỹ cái chỗ đó đi, hôm nay tôi cũng có bao nhiêu lời khuyên đó thôi quý vị, nếu mà mình có sai phạm ở đó thì mình nên chỉnh sửa đi là mình đắc Phật rồi đó. Còn nếu mà mình có lời là cuối cùng thôi, tôi không biết mình đắc cái gì, tôi không hiểu được, thì tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi. Chính bản thân tôi cũng thấy ổng mà tôi không có đi theo, nhưng mà tôi vẫn sửa. Thí dụ như tôi nhớ lại, hồi tưởng lại cái vừa qua này tôi có làm thất thoát với ai, thất hứa với ai cái gì không, nếu tôi có thất hứa thì tôi chỉnh đốn lại đi. Thì bây giờ cái người đó đâu khi nào mà nói tôi được, đâu có nói tôi hoài được. Không Ờ nói gì không, rồi nữa tôi à. có hứa như thế, tôi hứa cái gì đó thì tôi hoàn thành xong, thì tôi cũng biết cái mặc dầu tôi không đứng ra tôi nhận lỗi mà tôi vẫn hoàn thành được cái chuyện gì đó, cái gì tôi hứa đó, thì đương nhiên là người ta cũng đâu có nói tôi hoài, đâu ai nói tôi hoài được. Thành ra từ cái chỗ đó tôi nói thật với quý vị, chứ mình làm người trên đời á, mình nhận xét bây giờ tôi nói thật, nếu mà mình làm sai rồi bây giờ mình lại mình cõng ổng đi cây 2 cây số đi, cuối cùng cái sai mình không sửa thì cũng bằng thừa à. Chứ ổng không có cứu được mình, ổng không có cứu vớt được mình, ông này chỉ ổng đi học theo cái lời dạy của Phật thôi, chứ ổng chưa phải là ông Phật. Thành ra đừng có nghĩ rồi bây giờ phải gặp ổng hay là phải gờ được ổng hay là dính tới ổng hay là phải chiêm bái phải này nọ với ổng rồi cuối cùng mình sẽ đắc Phật, không có. Mình cứ cái tâm mình làm cho đúng với lương tâm, đừng sai với luật pháp, đừng sai với miệng đời, thì đương nhiên là mình cũng là đắc Phật rồi, theo ý tôi nghĩ là bao nhiêu đó. Còn nói thêm về quý thầy, tôi cũng sẵn đây tôi cũng gửi cái lời này, tôi cũng thành thật mà gửi đến ông thầy ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu á, ông Thích thích chứng ông gì thích Minh Đào. ông thích mình mà Minh Đạo. Thôi tôi cũng có lời khuyên với thầy như thế này, bây giờ nếu ông có thật tâm, ông có lòng tốt, ông tu, ông tin tưởng Phật, thì một lời nói hay là một hành động cử chỉ của thầy á, là nuôi mấy đứa trẻ trước mắt gì đó, thì thôi thầy làm cái bổn phận đó đi. Còn cái căn duyên mà tu đến đổi mà vấn đề cái đường đi theo tôn giáo mà mình không thể mình lãnh cái chức phận nhiệm vụ gì mà mình thấy mình không thể mình đảm đang được á, thì thôi thầy cũng yên tâm. Thì tôi khuyên thầy cứ bình tâm đi, thì theo tôi nhận định cũng như thầy đã đắc rồi vậy thôi. Chứ bây giờ á, phải chi thầy lên thầy chửi ông kia, cái thằng thằng ba trợn đó đó, nó mặc cái áo gấp nó ôm đồ cơm điện, nó tào lao, cái thằng nó ngu, nó đi đi tu mà nó không biết mặc đồ đẹp, nó không biết đi xe sang, thì thầy cũng không bị ai trách quở. Thành ra thôi thầy cứ nhận được cái phần của mình lỗi với cái bên cấp lãnh đạo gì đó, thì thầy nhận đó, thì tôi nghe cũng nản lòng, tôi cũng chia cái phần đó san sẻ với thầy. Còn chứ phải chi mà hôm rồi á thầy học theo cái đàn anh em gì với thầy á, cũng như ông Thích Chấn Quang gì đó, thì ông chửi cái thằng ba trợn, cái thằng nó tào lao, nó mặc áo gách, nó ôm cái giỏ mà cái lõi cái bình cái nồi cơm điện mà nó đi vậy, nó là thánh nhân của tôi này cái nọ, mỉa mai chửi thẳng vào mặt nó vậy đi, thì thầy đâu có mang tai mang tiếng. Thì thôi tôi cũng chia buồn với thầy vậy thôi. Đối với lòng ai thì không biết làm sao, cho lòng tôi thấy là thầy có nghĩ thầy nuôi mấy đứa trẻ thì thầy cũng được đắc rồi thầy ơi. Phật thì chứng tại tâm thôi, chứ không phải chứng qua cái lời nói đâu.
Thì mấy chục năm nay thầy tu vậy thì thôi cũng đủ rồi, vậy cũng hết duyên rồi, thôi thầy cũng tạm nghỉ cho cái tuổi già mình cũng yên tâm đi, thanh tâm cho mát mẻ đi thầy ơi. Tôi có lời thầy gửi thầy nhiêu đó. Rồi còn mấy thầy kia thì tôi không biết, tôi xin hỏi nha. Cái này là tôi hỏi trước, là tôi hỏi ông Trấn Quang nè. Thầy học ở đâu? Cái gốc của thầy á là tiến sĩ học gì, Phật học gì đó, mà trong cái quyển kinh nào hay là ở ở cấp lãnh đạo nào của thầy, thầy có nằm trong cái hội của hội Phật giáo không, mà ở đâu mà giải vấn đề á, cái tiền cúng chùa là coi như là phải đồng tiền mệnh giá cao, còn cái dân miền Bắc á là cái tiền mệnh giá thấp, công đức là tổn tổn mất đức mất phước gì đó, rồi nhét vô tượng tượng Phật như thế đó. Cái đó là ở đâu mà dạy thầy, mà thầy về thầy truyền bá như vậy, thầy phải chỉ cho tôi cái đó là ở đâu dạy như vậy, để rồi á tôi có khi nào tôi có tiếp xúc được mấy lão hòa thượng nào đó thì đặng tôi hỏi hỏi cái đó bây giờ mình phải cần thiết là coi như là cái người cúng dường phải là mệnh giá tiền cỡ nào, đặng tôi liệu sức tôi có tiền đặng tôi mới đi chùa đặng tôi cúng, chứ để tôi đi vậy nó tổn đức. Còn nằm võng thì đưa cái chân ra ngoài đường á thì coi như là nếu mà một ngày đó mà mấy chục người ta đi ngang là mình đạp cái chân lên mặt người ta. Rồi tôi hỏi thầy, nếu ở trên mấy cái quốc lộ đó thầy thấy người ta dân võng nhóc không, mấy chục cái võng một cái quán vậy đó, rồi xe chạy ngang á một buổi như vậy á là hàng ngàn người, như vậy là mình dẫm lên mặt người ta hết sao, kể cả như vậy á mà cái đó là ở đâu mà dạy vậy, thầy phải giải thích cho tôi thầy học từ đâu, ai dạy thầy mấy cái đó. Rồi về vấn đề cái con ma mà nước ngoài đó, con ma đói ở nước ngoài đó, bây giờ nó xin visa nó về Việt Nam, tại sao thầy lên lên clip thầy lên mạng tôi coi thì tôi thấy, thì bây giờ tôi không biết thì tôi hỏi, mà tại sao không lọt vô lỗ tai quý thầy, sao quý thầy không có đệ tử nó nghe nó nói lại sao, hay là mấy thầy không có nghe sao, mà tại sao mấy thầy không trả lời, cái đó là ở đâu dạy mấy thầy, hay là đó là mấy thầy đặt chuyện, mấy thầy đặt chuyện mấy thầy, cái đó là mấy thầy đó là mới là phá đạo đó, tôi nói thẳng luôn đó, mấy thầy làm cái kiểu đó trong lực đạo không có, trong cái ban tôn giáo mà để lãnh đạo mấy ông này á phải nghe kỹ coi. Rồi bây giờ trong cái mấy ông quản lý bên đạo á thì bây giờ bên hội của bên Phật giáo đó phải nghe kỹ những lời này coi, những lời này á lừa bịp nói dơ dẫn cái chuyện không có như vậy, có phải là những kẻ này là để làm bôi xấu trong tôn giáo không? Người ta nói thằng cha này bây giờ chả học từ đâu, ai lãnh đạo chả, từ lãnh đạo chả mới truyền ra miệng, chả chả mới về chùa, chả chả mới phổ biến ra rồi mới đưa lên trên cộng đồng mạng này nghe, thì như vậy là thằng cha này là ai là người bôi bát tôn giáo? Bây giờ mấy con ma hôi đó mà trong cái năm 24 này á, là nó xin visa về Việt Nam, nó trình ở đâu, nó trình ở ở ở chỗ nào, ông phải chỉ cho tôi nói thiệt, tôi lên tôi ghéo cái này hoài, rồi chừng nào mà người nào có trách nhiệm phải trả lời cái này cho tôi nghe, chứ nhiều người người ta cũng băn khoăn lắm, người ta nói phải thời đó giờ á trong tôn giáo đâu có nói láo, mà mấy thằng này bây giờ nó nói láo vậy là phải nó bôi lọ tôn giáo không? Cái này là tôi hỏi rồi mấy ông nên trả lời, cái này tôi hỏi là tôi hỏi sòng phẳng đó, tôi hỏi ngay cái thằng cha Trấn Quang nè, chứ không có thầy tôi được, cha này ngang tuổi tôi à, cái thằng này đừng có nói mép đó, cúng tiền là phải đưa đưa tận tay cho chủ trì, coi như là cúng 50 triệu là ở ơn trên đó, chứng giám là tăng lên gấp 10 lần là bằng 500 triệu. Còn nếu cúng 500 triệu thì một kiếp sau là nó tăng lên bằng 500 tỷ. Cái thằng Chánh Quang này mày phải điếm không? Phải điếm thối không? Bây giờ ban tôn giáo nên nghe kỹ. Ban giáo hội Phật giáo phải nghe kỹ những cái lời này nè.
những cái thằng này là nó làm để cho người ta sỉ báng trong đạo nè, mấy ông là tu giả, cái thằng này là thằng tu giả nè, thằng này xạo nè, kiếp sau là kiếp nào chứng minh là 50 triệu mà tăng lên gấp 10 lần bằng 500 triệu, lời tôi nói không bao giờ tôi nói đặc chuyện, mà tôi nghe chính cái miệng của nó nói ra, chứ đừng có nói về vấn đề mà ai cắt ghép. Cái giọng nói, cái lời nói nó, cái tiếng nói nó làm sao mà nó thay đổi được. Thành ra cái thằng này là thằng bôi lọ đạo nè, thằng này là thằng phá đạo nè, thằng này vì cái lòng tham mà nó đặt chuyện nè, nó hù dọa người ta nè đó. Còn cái thằng thầy chùa kia nữa, cái thằng Đức kia nữa, không có thầy tôi được. Thằng này là nó nhỏ nhỏ tuổi hơn tôi, phải gọi nó ấy cho nó không đáng thầy. Nếu nó nói đúng, bây giờ nó 20 tuổi nó tu, nó cạo đầu, nó xuất gia, nó vẫn nói đúng, tôi vẫn kêu bằng thầy. Còn cái thằng này xạo, bây giờ nó, thằng Đức nó học ở đâu, bây giờ chùa nào mà cấp trên của nó để dạy nó, mà nó vô trong chùa nó nói đàn bà nó dòm sáng lắm, con mắt nó sáng lắm, nó dòm cái quần mỏng, con chim nó chung vô một con, rồi nó chung vô hai con, nó cười ngất ngơ ngất ngéo như một cái thằng khùng, nó thẳng là cái thằng khùng. Vậy mà cũng có người ở dưới mà cười ngã nghiêng ngã ngửa, tôi thấy toàn bộ là mất nết hết. Tôi nói là mất nết hết. Bây giờ quý vị coi những cái chỗ khác, người ta mấy ông thầy khác giảng đạo đó, người ta có nói những cái danh từ đó không, những cái ngôn từ đó người ta có nói ra không? Còn thằng này nó học từ đâu? Phải cái thằng này là nó làm cho lem úa đạo Phật không? Nó vô đó nói tới kinh nguyệt đàn bà luôn. Tôi hỏi quý vị có truyền bá cho cái thằng Đức này không, mà nó về nó nói vậy, nó học từ ai? Nếu nó là chủ trì một chùa thì nó học cấp cao hơn nó là ở chỗ nào dạy nó huấn luyện mấy cái đó. Trời đất ơi, nó vô đó toàn là nó đem mấy chuyện đàn bà, quần ống rộng rã rồi tới quần ống hẹp. Trời đất ơi, rồi đó, con gái á, thì gặp nó thì lấy cặp bưởi á, trường chà chà lên trên người đó. Toàn là nó nói chuyện như là dâm tặc không, chứ không có cái vấn đề gì mà gọi là trong cái để giáo dục người ta hết á. Ai mà dám đem con đem cháu vô trong đó mà đi cho lại chùa của nó mà để học tập. Tôi nói đây, những người mà suy nghĩ cho kỹ đi, nếu mà còn đi tới cái chùa của nó, mà bây giờ tôi mà nói thì tôi muốn làm xui với ai mà tôi hỏi đi chùa nào, nói ra đi chùa của những Đức đó là thôi. Thôi con ơi, về kiếm kiếm con nhỏ chỗ khác đi con. Nó lại đó rồi, nó giống mẹ nó rồi, nó dẫn lại đó rồi, thầy chùa đó nó xạo rồi, nó nói chuyện đó rồi, biết vợ con nó có kiềm tâm được không, rồi biết thì gia đình con đây tan nát từ nghiệp cho nội tao à. Tôi nói thiệt, không cưới, nó thẳng luôn á. Trời đất ơi, còn ông nội kia nữa, cũng có ông nữa, bây giờ bên hội giáo hội Phật giáo nghe kỹ đi, ông thầy quan tôi, ông nói á, con gái lớn lên á, đừng có người yêu, coi như người yêu đó là một cái khổ. Đi lớn lên tới tuổi rồi á, là đi vô chùa thầy đi, tu cho chắc ăn. Còn đàn bà cũng vậy, bỏ chồng đi, vô chùa ổng tu chắc ăn. Có đạo Phật nào mà dẫn giải là vấn đề vụ quyến rũ đàn bà con gái vậy không? Mấy thằng này là mấy thằng phá đạo đó, mấy ông nên nghe kỹ đi. Những cái lời nó nói đó, nó phát ngôn đó đi, mà nếu lon ra tới nước ngoài ta nghe ta cười chết luôn. Ta nói Vĩnh Lai mà coi như là thầy chùa ở Việt Nam giờ mới toàn là vụ gái đàn bà không vô nói kinh nguyện, rồi á chim này chim nọ cắn đồng loại mà cười ngất ngơ ngất ngéo làm như cái thằng khùng, nghe bực bội làm xấu hổ. Vậy mà mấy ngày không có thấy được mấy thằng này, không nghe được mấy lời nói của mấy thằng này. Thiệt ra mấy ngày nên nghĩ như thế nào mới được chứ. Mấy thầy xử cho công bằng, để làm sạch, sạch lại cái vấn đề cái tôn giáo, cho nó sáng tỏ, cho nó có văn minh chút chứ. Có đâu mà đi lên mà nói sầy nó tục không, không ra gì hết. Tôi bữa nay là tôi cũng phát biểu chừng nào ông Trấn Quang ông lên ông giải thích
cái vấn đề mấy con ma hôi, mấy con ma đói ở bên nước ngoài nó xin visa về đây. Rồi á là cái đó là ổng nghe từ đâu mà phổ biến cho ổng. Rồi á còn quý vị á mà trong giáo hội á mấy ông nên kiểm điểm lại coi. Bây giờ thằng học trò của mấy ông đó nó thấy được mấy con ma đó xin giấy tờ gì đó, visa về đó. Rồi coi nó trình ở đâu. Mấy ông cũng phải giải thích cho tôi biết. Nếu ông đệ tử ông nó không thấy được thì mấy ông cũng phải thấy à, mấy ông phải có trách nhiệm à. Bởi vì cái gì nó cũng có nguồn gốc, phải thằng này mà nó mặc áo dân bình thường, nó không có cạo đầu trọc, nó không mặc áo vàng, nó không lên đó nó giải thích mấy đó thì tôi không nói, không ảnh hưởng tới tôn giáo. Mà nếu thằng này nó mặc áo vàng thì mấy ông, nếu mà nó không phải là trong giáo hội thì mấy ông nên cởi bộ đồ nó ra, trục xuất nó ra ngoài đời. Cho mày ra đường á, mày muốn nói gì mày nói, mày nói sai nó chặt người ta chửi mày, không ảnh hưởng tới tôn giáo. Còn này tôi thấy nó còn mang bộ đồ đó mà nó nói đó là tôi thấy nhục, nhục thiệt là nhục luôn. Thì tôi nói thẳng thắn đó, bữa nay là tôi lên tôi nói mấy lần rồi mà tại sao nó không trả lời cho tôi. Năm 24 này á, mấy con ma ở nước ngoài nó nhập về được bao nhiêu, rồi chị nó trình ở đâu để tôi biết. Thân nhân dòng họ tôi cũng có người đi nước ngoài, có người cũng bị mất, thì tôi lên tôi hỏi thứ ơi, tôi kiểm tra thử coi có mấy con ma đó, dòng họ tôi thử coi có về không. Bực bội lắm rồi đó, làm hôm nay cũng hoang mang đó. Nhưng mà hồi đó giờ tôi không nghe, mà tới giờ tôi nghe trong bên tôn giáo bên đạo Phật là nói có mấy con ma ở ma đói ở nước ngoài mà nó xin visa về Việt Nam đó, thành ra tôi cũng nóng lòng. Hôm nay là tôi lên tôi nói đây là cũng lần thứ mấy rồi đó, 2-3 lần rồi đó. Thì mong giáo hội cũng có lời, nếu mà kêu thằng Trấn Quang nó trả lời, còn nó không trả lời thì mấy ông cũng phải giải thích. Còn nếu nó nói sai thì mấy ông cũng nên kiểm điểm nó, mấy ông nên chỉnh đốn lại cho nó ăn nói cho đừng có bừa bãi như vậy, xấu hổ cho đạo Phật của mình. Phật không có dạy mấy điều đó. Vậy thôi, tôi cũng có mấy lời tôi gửi lên đây rồi, anh cũng đưa lên giùm tôi đi để cho mấy ông cấp lãnh đạo ở trên của Đức với con Quang này mấy ông có trả lời cho tôi. Dạ ok anh, vậy em thôi. Đang phát trực tiếp đấy. Dạ, chắc là nãy giờ chắc cũng nhiều người nghe rồi anh. Trời, đây là lời nói của tôi chân thành mà nói thật lòng, nói thẳng thắn. Đang tu gì mà lên thuyết pháp nói kinh nguyệt đàn bà rồi chim chóc gì ôi du móm gì ôi nói tàu lao vậy mà lên cười ngất ngơ ngất ngéo giống một thằng điên. Rồi vậy thôi, tôi cũng có mấy lời đây tôi nói vậy rồi cũng xin tạm dừng để cho có những cái bà con cũng còn thời gian an nghỉ cho khỏe, chúc một đêm vui vẻ ngủ ngon.